Nhà bà Mừng tang nối tang, đau thương tiếp đau thương. Bà Tâm biết chuyện cũng báo cô An về viếng đám ma. Cô An thoạt đầu nghe tin về cái chết của các con chú Mạnh đã không khỏi bàng hoàng. Nài nghe tin chú Mạnh treo cổ tự tử còn không dám tin. Bà Tâm kể tường tận mọi chuyện bà nghe được cho cô biết. Cô khẽ rơi nước mắt. Oan nghiệt, mảnh đất oan nghiệt, cây mít oan nghiệt, tất cả đều oan nghiệt. Bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt hả mẹ ơi? Bà Tâm thở dài. Thầy Hiện đã từng cảnh báo về tang sự của nhà anh Mạnh, nhưng anh ấy cố chấp không nghe. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, đau xót quá con ơi. Nhà mình mất thằng Nam đã đau thế ấy, bà Mừng mất hai người con, thêm hai cháu nội thì sống làm sao? Cô An cho các con về nhà cậu Tiến chơi, rồi cùng mẹ chồng tới dự đám tang. Bức tường ngăn cách nhà cũ của cô với nhà bà Mừng bị phá tan để thông sân cho hai nhà tiện việc tổ chức tang lễ. Cô chỉ dám đứng bên sân nhà chú Mạnh nhìn về ngôi nhà cũ, chứ tuyệt nhiên không dám bước chân qua. Bởi lẽ tận sâu trong đáy lòng, cô rất sợ ngôi nhà ấy. Ngôi nhà trong thời gian ngắn ngủi, chưa tới một năm, đã lần lượt lấy đi mạng sống của cả thảy năm con người. Hàng xóm thấy cô An về viếng đám ma, cũng lại gần bắt chuyện. Mọi người to nhỏ thì thầm chuyện chú Mạnh chết treo cổ và chuyện ma quái ở trong ngôi nhà. Thậm chí, có người còn thì thầm nói là gia đình cô may mắn chuyển đi sớm, chứ không sẽ chết oan y như nhà chú Mạnh. Cô nghe mà tâm trạng hỗn độn lo âu, cảm giác hồi hộp và nghẹn ngào không hiểu sao dâng lên, khiến cô bật khóc, thương tâm, làm mọi người không khỏi suy nghĩ. Mỗi người lại đặt ra câu hỏi khác nhau cho lý do mà cô An lại khóc thương tâm đến thế. Tuy nhiên, họ cũng suy đoán theo lập luận riêng của họ, chứ không hỏi thẳng cô An. Bà Tâm thấy vậy, vội động viên con. Bình tĩnh lại đi con, dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mẹ biết còn đau lòng và thương xót cho những người đã mất. Âu cũng là cái số của mỗi con người. Cô An nức nở. Giá như ngày ấy bác Mạnh nghe lời thầy Hiện thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức quá thương tâm như thế này. Sau khi giữ đám tang của chú Mạnh trở về, cô An lại mang theo niềm bất an khó tả. Cô thấy bồn chồn và bức bối trong lòng. Cô nói chuyện với bà Tâm, nhưng bà nói có lẽ do cô thấy cái chết của chú Mạnh giống của chú Nam năm ngoái nên nỗi đau lại trở về. Cô An thở dài. Con chỉ mong mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Nhưng tâm con bất an, con cảm thấy lo lắng và sợ hãi rất nhiều. Mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo ngày thường. Sau khi lo đám tang cho chú Mạnh xong, cô Thư cũng như bộ xương di động, chẳng thiết ăn ngủ. Cô hay ngồi thẫn thờ nhìn bộ đồ quân phục của chú Mạnh mà xót thương. Bà Mừng thì chịu nỗi đau lớn nhất, cũng chả thiết ăn uống, tới bệnh nằm một chỗ. Mọi việc trong nhà dồn lên vai cô My, con gái của bà trên Hà Nội. Cô My cũng là người không tin vào ma quỷ giống như chú Mạnh. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra trùng hợp đã đủ sức thuyết phục cô về thế giới tâm linh. Nhất là khi cô nghe chuyện thầy Mo Hiện đã từng cảnh báo chú Mạnh về tai ương của gia đình. Cô bàn bạc với mẹ chồng việc sẽ tới nhà thầy xin giúp đỡ chuyện giải nghiệp chướng. Bà Mừng lúc đầu buồn đau tới không muốn làm, không muốn đi. Nhưng cô My khuyên bà hãy vì tương lai của tất cả mọi người, ít nhất cũng vì cháu Long, đứa cháu trai duy nhất của bà. Cô Thiêm thì nhất mực đồng ý, vì hơn ai hết cô lo lắng cái trùng kia sẽ cướp mất đứa con trai của mình. Cô My cùng cô Thiêm hỏi thăm địa chỉ nhà thầy Hiện, nhưng hai lần đi đều không gặp thầy ở nhà. Các cô hỏi thăm hàng xóm chỉ biết thầy sang thăm con gái bên Nhật, không ai biết thầy đi khi nào mới về và không có số điện thoại liên hệ. Hai cô thất vọng trở về, bà Mừng chỉ biết thở ngắn than dài. Người tính không bằng trời tính, có lẽ cái nghiệp nhà ta phải gánh, biết trách ai bây giờ. Cô Thiêm đáp, con không ở đây nữa đâu, con muốn vào Sài Gòn với cháu Long. Ngôi nhà này có quá nhiều người chết rồi, con chỉ sợ ở lại đây sẽ không thể yên ổn. Cô My, ngôi nhà này bây giờ cả huyện người ta đồn là có ma ám, thì ai mà dám mua nữa mợ. Mợ sợ thì tạm thời đóng cửa để đó. Lúc trước chú Mạnh biết rõ nhà ấy có người thắt cổ chết, còn cố mua cho được là sao? Bà Mừng, mẹ đã hết sức khuyên can, nhưng anh em nó có chịu nghe đâu, quyết mua cho bằng được. Mẹ nghĩ anh em nó tham nhà rẻ, chứ sức vợ chồng con Thiêm thoải mái mua căn nhà dưới thị trấn cơ mà. Cô Thiêm khóc lóc, con cũng cản, nhưng mà anh ấy không nghe. Anh nói mảnh đất này là đất vàng, đất bạc gì đó, ai ở mảnh đất ấy sẽ phát tài với phú quý.
mà Phú đâu chưa thấy, thấy toàn người chết. Trước hôm anh ấy chết, còn bạn với bác Mạnh là phá vườn chuối, làm ao thả ba ba. Con không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra cớ sự như vậy. Bà Mận yêu cầu cô Thêm chuyển sang nhà chú Mạnh ở cho ấm cúng. Ngôi nhà bên chú Trường khóa cửa để đó. Cô Thư tranh thủ dọn gọn gàng đồ đạc của chú Mạnh thì vô tình phát hiện ra chiếc hòm bỏ quên trong nhà kho. Chiếc hòm cũ kỹ nhưng khóa lại mới nên cô tìm chìa khóa kiểm tra bên trong có gì. Cô My cầm búa đập mạnh phá chiếc khóa thì bất ngờ phát hiện ra trong hòm đựng mấy tấm vải trắng. Cô nhấc tấm vải lên thì giật mình khi chiếc đầu lâu bật ra. Cô Thư thấy vậy vội hét lên sợ hãi. Cô My trấn an. Là đồ giả chị ơi, đồ này giống như người ta đóng kịch. Sao nhà mình lại có những thứ này? Cô Thư ngây người ra đáp. Tôi làm sao mà biết? Trước giờ tôi không để ý đến cái hộp này. Có lần tôi thấy nó cũ kỹ, tính vứt đi cho gọn nhà kho thì bị anh Mạnh quát, để yên, cho nên tôi không để ý đến nữa. Cô My và cô Thư đẩy chiếc hòm ra sân, bỏ tất cả đồ bên trong ra. Tức thảy toàn thấy đồ ma quái và cuộn dây thần. Bà Mừng nhìn thấy đống đồ ấy, từ từ quỵ xuống đất. Cô Thiêm vội chạy lại đỡ mẹ chồng. Bà ôm mặt gào lên. Trời ơi, ông trời ơi, sao gia đình tôi lại tạo nghiệp thế này? Cô Thiêm thắc mắc. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Mừng hít một hơi dài, chậm rãi nói. Nhân quả báo ứng. Cô My hỏi. Vậy chúng ta làm gì với đống đồ này? Sao bác Mạnh lại giấu những thứ này trong nhà làm gì chứ? Bà Mừng ngừng khóc. Nước mắt bà đã cạn. Bà phẩy tay. Đốt, đốt hết đi cho mẹ. Oan nghiệt. Tất cả là cái nghiệp của người sống. Những câu nói của bà càng làm các con khó hiểu. Bà vào thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên mà rằng. Con có lỗi lớn với ông bà tổ tiên. Con mong ông bà chỉ điểm cho con một con đường cứu lấy gia đình dòng tộc nhà mình. Bà dứt lời, bát hương lại bùng cháy. Cô My hốt hoảng kêu lên. Bát hương bốc cháy, lại báo sự chẳng lành rồi. Rốt cuộc chúng ta đã gặp phải chuyện gì? Mẹ biết điều gì thì cho chúng con biết đi, chúng con còn tìm cách giải quyết nữa chứ. Bà Mừng tay run run lật tấm ảnh thờ cụ tổ, rút ra một cuốn sổ cũ kỹ. Bà đưa cho cô My. Con xem rồi tự hiểu. Cô My lật cuốn sổ nhỏ thì có một tờ giấy gấp 4 kẹp trong cuốn sổ rơi ra. Cô mở tờ giấy cũ kỹ đã đổi màu tro xám rồi thắc mắc. Cái này là bản đồ, nó có nghĩa là gì hả mẹ? Bà Mừng nhìn chằm chằm lên từng tấm ảnh thờ của con cháu mà nức nở. Nó là lòng tham. Cô Thêm cũng lấy tờ bản đồ ra xem rồi khẽ chau mày. Cái bản đồ này anh Trường nhà em cũng có một bản. Bà Mừng cười nhạt. Đáng lẽ ngay từ đầu mẹ phải đoán được việc làm của anh em nó. Nếu như mẹ kịp ngăn cản thì không xảy ra cớ sự hôm nay rồi. Bốn người phụ nữ ngồi chụm nhau rồi kể lại chuyện khi xưa. Thời bà Mừng về làm dâu đã nghe các ông truyền lại trên dải đất này chứa một hầm gia tài quý. Bố chồng bà được truyền lại tấm bản đồ tìm kiếm hầm của cải ấy. Nhưng vì không xác định được vị trí nên giấu tấm bản đồ ấy vào cuốn sổ gia phả của dòng họ. Bà cũng quên lãng mất chuyện ấy cho đến tận ngày hôm nay. Cô My thắc mắc, vậy chuyện này liên quan gì đến cái chết của các anh và các cháu? Bà Mừng đáp, mẹ nghe cụ nói rằng ai mở được kho gia tài ấy sẽ thành phú quý, nhưng kho gia tài ấy có thầy phù thủy trấn yểm. Mẹ sợ rằng anh em thằng Mạnh xác định được kho báu ấy nằm bên đất nhà cô An, nên đã làm ra mấy trò ma quỷ dọa bọn họ bỏ đi nơi khác. Những đồ các con thấy trong hòm là do anh em nó hàng đêm đóng ma giả quỷ dọa người ta. Không ít đêm mẹ thấy cái bóng trắng ấy bên giường nhà chị An. Mẹ cũng không dám chắc cho đến lúc tận mắt thấy đống đồ trong cái hòm kia. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Có khi nào tụi nó làm gì động tới lòng mạch hay mạo phạm thánh thần thổ địa mà bị trách phạt không các con? Thằng Mạnh không bao giờ dại dột mà tự treo cổ trên cây mít như thế. Mẹ tin chắc chắn nó bị thế lực nào đó sai khiến làm cho nó mất đi lý trí. Nhà mình đêm lập đàn, các con thấy ma quỷ đã hiện về. Chắc chắn nó nhập vào thằng Mạnh khiến nó không làm chủ được hành động. Mọi người nghe bà Mừng phân tích mà ai nấy đều hoảng sợ. Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra mà không có lời giải đáp. Sau cùng các cô quyết định tìm thầy gọi vong những người đã khuất lên trò chuyện hỏi han chính xác sự tình. Cô Thư và cô Thêm
hễ ai giới thiệu chỗ nào có điện âm, linh thiêng cũng tới đặt lễ nhờ thầy xem giúp, nhưng các thầy nói không thể gọi phong lên được. Thầy cũng không giải thích được nguyên do tại sao, làm mọi người thêm phần lo lắng. Sự việc cứ như vậy kéo dài tới tận ngày làm lễ cúng 49 ngày cho chú Mạnh. Ngày nào mọi người cũng đều sống trong lo sợ, không may sẽ có người lại nối tang theo người đã khuất. Ngày làm lễ 49 cho chú Mạnh, ba thầy cúng được mời tới lập đàn cắt dây tang. Thầy nói chú Mạnh chết giờ xấu nên ảnh hưởng tới cả gia đình. Thầy cố gắng gọi vong mà không được nên làm lễ xin âm dương cũng không xong. Thầy càng cố gắng thì lại bế tắc nên khuyên gia đình tìm thầy cao tay hơn giải nghiệp chướng cho gia đình. Bà mừng buồn tới đổ bệnh. Bà nằm mơ thấy chồng bà nắm tay bà đi đến một nơi rất quen nhưng tự hồ lại rất lạ. Bà cố nhớ lại vị trí ông dẫn bà tới nhưng không được. Tỉnh dậy bà không kể lại cho các con nghe. Bà tự nhủ có lẽ ông tới đón bà đoàn tụ dưới suối vàng nên chuẩn bị dặn dò con cái mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Cô Thêm thấy sự lạ nên hỏi dò. Mẹ có chuyện gì giấu chúng con đúng không? Mấy hôm nay mẹ lạ lắm, mẹ cứ không nói không rằng như vậy con không an tâm làm việc. Bà Mừng không đáp lời con dâu. Cô Thêm lo lắng mới điện thoại báo cô My về nhà gấp. Cô My khuyên can và khéo léo gợi chuyện, bà mới kể ra giấc mơ lạ. Cô hỏi, bố con về báo mộng cho mẹ, có thể là chỉ cho chúng ta một con đường đi mới hay không? Bà Mừng nghe con gái hỏi mới sực nhớ ra hình ảnh mơ hồ trong các giấc mơ. Bà lật đật ra bàn thờ thắp nén hương cho chồng rồi hỏi, ông ơi, ông thương tôi, thương con cháu thì ông cho tôi biết chúng tôi phải làm gì bây giờ? Không biết có phải do trùng hợp mà nén hương bà vừa mới thắp bùng lên cháy. Bà giật mình nhìn chằm chằm vào ảnh thờ của ông qua làn khói mỏng, cảm giác như ông khẽ mỉm cười. Bà rút nén hương vẫy cho tắt lửa rồi cắm vào bát hương như cũ, khẽ nói, ông sống khôn thác thiên, ông chỉ cho tôi biết đường đi. Tôi già rồi, có chết cũng chẳng sao, nhưng còn các con các cháu tội nghiệp quá ông ơi. Quả nhiên lời cầu khẩn của bà linh nghiệm khi tiếng cô Thư rối rít gọi, mẹ ơi, thầy Hiển về rồi, hàng xóm của thầy báo rằng thầy về nhà từ hôm qua. Bà Mừng mừng tới rơi nước mắt. Bà dục, đi, chúng ta tới nhờ thầy, chắc chắn bố các con linh thiêng về chỉ đường cho chúng ta. Bố mẹ con bà Mừng lập tức tới nhà thầy Hiện, mang theo 4 tấm di ảnh của 4 người xấu số. Thầy Hiện gặp họ cũng không hề ngạc nhiên mà từ tốn nói, tôi có nhận lời ủy thác của một ông cụ nhờ tôi giúp đỡ gia đình. Tôi vốn hứa với các con là nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già, nhưng người ta nhờ vả tôi lại không đành lòng. Bà Mừng ngạc nhiên, phải hay chăng là ông cụ nhà tôi đã lặn lội về tận đây nhờ giả nơi cửa thầy? Thầy Hiện mời mọi người vào nhà, thầy rót chén nước mời từng người rồi khẽ thở dài. Nhà bà tạo oán phải nhận oán, tuy nhiên oán tới mức này thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Cô My thắc mắc, ý thầy nói là sao? Tại sao nhà tôi lại tạo oán và phải nhận oán? Thầy lại thở dài, để thành ra cớ sự như vậy cũng một phần lỗi do tôi phải có trách nhiệm giải oán này. Bà Mừng đưa di ảnh các con và cháu cho thầy xem, nhưng thầy xua tay, không cần, tôi không cần xem cũng biết được sự tình. Vong oán phần 22, tác giả Hà Dương Phú Dương. Thầy ngưng vài giây rồi nói tiếp, cây vong đang làm mưa làm gió ở nhà các vị chính là vong của anh Nam. Nghe tới đó, bà Mừng và cô Thư sửng sốt thốt lên, là cớ làm sao, tại sao lại như thế? Thầy khẳng định, tôi không nói sai đâu, chính là anh Nam. Ngày trước tôi là người tới làm lễ cho anh ấy, chính tôi là người đón anh ấy đi tu đạo siêu sinh. Anh ấy tỏ ra rất ngoan ngoãn, thực chất là hòng qua mắt tôi. Tôi chủ quan tin tưởng đưa anh ấy lên chùa, nhưng anh ấy đã trốn về nhà ngủ ngay cây mít. Bà Mừng, nhưng tại sao cậu ấy lại hại các con và cháu của tôi? Thầy lắc đầu, là báo oán, các con bà gây oán nên bị báo oán. Đầu óc mọi người như mơ hồ vì chuyện thầy Hiện vừa mới nói. Cô Thêm hỏi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Thầy kể cho chúng con nghe ngọn ngành câu chuyện, chứ thầy úp úp mở mở như thế, chúng con càng lúc càng mơ hồ. Thầy lại thở dài, ông cụ nhờ vả tôi chỉ nói rằng các con ông tạo nghiệp liên quan đến cái chết của anh Nam nên bị vong oán.
cụ thể ra làm sao, buộc phải tìm gia đình anh Nam. Chỉ có họ mới giúp chúng ta giải được nút thắt này. Bà Mừng thắc mắc. Nhà cậu Nam với nhà tôi trước giờ là chỗ quen biết, sao cậu ấy lại oán các con tôi? Tôi được báo rằng con bà trực tiếp gây ra cái chết cho anh Nam, đó là nguồn cơn của mọi chuyện thương tâm sau này. Tất cả mọi người bị giật mình bởi câu nói của thầy Hiền. Cô Thiêm lắp bắp. Chuyện này không thể, chồng con là bác sĩ cứu người, chưa khi nào gây ra cái chết cho ai cả. Bà Mừng cũng đáp. Thằng Mạnh nhà tôi làm công an, thằng Trường nhà tôi làm bác sĩ. Sao tụi nó lại gây ra cái chết cho cậu Nam? Cậu ấy không phải là treo cổ tự tử hay sao? Tôi càng nghe thầy nói lại càng rối. Thầy chậm rãi đáp. Ai cũng nghĩ như thế, duy có người trong cuộc mới biết sự thật là thế nào. Chúng ta cần gọi vong lên hỏi chuyện thì sẽ tỏ tường mọi chuyện. Bà Mừng quay sang nhìn các con rồi đáp. Chẳng giấu gì thầy, chúng tôi đã đi tìm rất nhiều thầy, nhưng mà không ai gọi được vong các con các cháu tôi lên. Thầy gật gù. Phải rồi, là do tôi làm bùa trấn ma chôn bốn góc giường. Anh Nam này rất thông minh, anh ta không những đánh lừa được tôi mà còn mượn tay tôi trấn ma, thì làm sao mà vong của các con các cháu bà lên nổi. Không những anh ta không cho các vong thoát khỏi đó mà còn che mắt được các thầy mo khác khi đến nhà, vì tôi trấn rất chặt chẽ, các thầy không cao tay sẽ không thể phát hiện ra sự bất thường, đến bản thân tôi còn bị nó lừa mà. Cô Mi, ý thầy là sao? Anh ta chết đi nhưng mang theo oán hận nên đã cố ý sắp xếp mọi việc chu đáo như thế nhằm trả thù hay sao? Thầy Hiện gật gù. Tôi nghĩ rằng đó là sự thật. Tôi đến nhà cô An có thể cảm nhận được oán khí rất nặng. Tuy nhiên, có một bàn tay nào đó cố ý che đi tầm nhìn của tôi không thấy được gì cả. Bà Mừng, vậy sao thầy nhìn ra con tôi sẽ gặp nạn? Là do hợp âm dương của tôi phát ra âm thanh. Tôi chỉ thông qua tín hiệu đó nhận ra anh ta sẽ gặp hạn, chứ không biết chính xác chuyện gì. Cô Thiêm chắp tay vào lại thầy Hiện. Còn lại thầy, giờ chỉ có thầy mới có đủ năng lực giúp gia đình con. Chúng con đã mất quá nhiều người rồi, con mong thầy từ bi làm ơn làm phúc. Cô mau đứng dậy đi, người chết quá nhiều rồi, ân oán này phải chấm dứt. Nó bắt đầu ở đâu thì chúng ta sẽ kết thúc ở đó. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ về lại nhà cô An ngay bây giờ. Cô Thiêm đáp. Nhà cô An thì gia đình con đã mua lại rồi thầy ạ. Thầy nhíu mày. Thảo nào, tôi gọi điện về số của cô An là không được. Vậy mọi người biết tìm cô An ở đâu không? Tôi nghĩ là cần người nhà họ khuyên can và loại bỏ tâm ma của cái dòng anh Nam kia thì mới được. Nếu anh ta cứ cố chấp mang tâm oán như thế thì mọi chuyện sẽ không chấm dứt được đâu. Mọi người trở về chuẩn bị theo sự phân công của thầy Hiện. Canh đàn nhanh chóng được lập lên. Thầy muốn tự tay mình giải quyết tất cả mọi ân oán của những vong hồn trên mảnh đất oan nghiệt, nên tự tay thầy phá bỏ bốn lá bùa trấn ma đã làm khi xưa. Quả nhiên, chiếc bùa cuối cùng bị phá hủy thì chiếc hộp âm dương của thầy rung lên âm thanh chát chúa. Thầy nghe thấy tiếng oan hồn kêu gào thảm thiết xen lẫn tiếng oán than thương tâm. Thầy Hiện cúng liên tục mấy giờ đồng hồ. Tới phần gọi vong, tất cả người thân trong gia đình bà Mừng đều ngồi đàn. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất vong của Tú nhập vào cô Mi. Tiếng thằng bé rành rọt. Mẹ ơi, bà ơi, con đau lắm, con không muốn ở dưới này đâu, đáng sợ, rất đáng sợ. Bà Mừng thương cháu, khóc lóc, hỏi han sự tình, nhưng thằng Tú chỉ có khóc. Thầy Hiện hỏi, vậy con có biết anh trai con, bố con và chú con đang ở đâu hay không? Con biết. Bố con với chú Trường mới bị quỷ sứ dẫn nhốt xuống âm ti thành quỷ đói rồi. Anh Tuấn lại tới số chết, nên anh Tuấn theo ông nội dẫn lên chùa. Anh không muốn về nhà nữa. Tiếng thằng bé khóc nức lên từng hồi. Bà Mừng dội ôm lấy cháu. Khổ thân cháu tôi, oan ức quá. Tội người lớn gây ra mà cháu phải chịu tội. Thằng Tú đáp lại. Cháu muốn báo cho bà, nhưng cháu không thoát khỏi đây. Bao nhiêu ngày bị nhốt ở đây, cháu sợ lắm. Cũng may mà nhờ mọi người, bây giờ cháu được tự do rồi. Thầy Hiện gật gù. Vậy cháu có biết đã xảy ra chuyện gì mà cả nhà bốn người đều đột ngột ra đi hay không? Thằng Tú ngập ngừng một lát rồi nói. Chú Nam nói là do bố cháu và chú Trường làm hại chú ấy,
nên chú ấy sẽ bắt cả gia đình chúng cháu phải đi theo chú ấy mới hả giận, quyết không cho ai sống sót. Cô Thư òa lên. Trời đất ơi, nợ máu, trả máu, ai gây tội người ấy trả, cứ sao lại bắt luôn các con tôi đi. Con ơi là con, Tuấn ơi, Tú ơi, sao lại khổ thế hả con? Thầy Hiền hỏi, vậy cháu có oán trách vì đã chết oan ức hay không? Thằng Tú đáp, lúc đầu cháu hận lắm, oán lắm, cháu hận tất cả mọi người. Nhưng giờ cháu lại không oán trách, cháu chỉ mong mình học tập, tu luyện tốt, sớm ngày siêu sinh kiếp khác. Thầy gật đầu, cháu là đứa trẻ hiểu chuyện, cháu nhất định sẽ sớm siêu sinh. Chú Nam có ở đây hay không cháu? Thằng Tú lắc đầu, chú ấy đi rồi, chú ấy đáng sợ lắm. Ngày bố cháu chết là do chú ấy nhập vào bố cháu, rồi ép bố cháu tự treo cổ vào sợi dây thòng lọng. Tận mắt cháu nhìn thấy, nhưng cháu không thể giúp được. Bà Mừng giận mình, lại giận con, tay đấm thùm thụp vào ngực. Trời ơi, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Thằng Tú chậm rãi kể lại chuyện đêm đó. Chú Mạnh hút hết cả bao thuốc, vẫn không tài nào chợp mắt. Trời càng lúc càng mưa to, tiếng sấm chớp nhì nhằng như xé toạc bầu trời đen tối và những toan tính trong đầu chú. Vốn dĩ chú và chú Trường tính đào cái ao tìm kiếm lại cái hầm chứa kho báu mà trong tấm bản đồ gia tiên để lại. Đáng tiếc việc còn chưa thành thì người đã mất. Chú ngồi yên lặng mở mắt nhìn vào không gian thoát sáng thoát tối do sấm sét tạo thành. Bỗng dưng người chú lạnh toát, một bàn tay lạnh cống như nước đá bỗng đặt lên vai của chú. Cái lạnh buốt thấu da thấu thịt bỗng làm cho chú thấy sợ hãi. Chú theo phản xạ, nhanh tay đập mạnh lên vai, hòng bắt lấy cánh tay ấy, nhưng hoàn toàn thất bại. Người chú bắt đầu thấy sởn gai ốc. Chú nhíu mày định thần lại, thì rồi tiến tới bật điện trong nhà cho sáng. Ánh điện vừa lóe lên, chú thấy ngay một người đàn ông đang lơ lửng ngay trước mặt. Chú giật mình hoảng sợ, nhưng toan tính trong đầu, đó chỉ là ảo giác, nên lấy tay dụi mắt. Đáng tiếc, cái đầu người đàn ông đó bỗng dưng động đậy. Anh ta ngửa cái cổ mình kêu răng rắc, rồi từ từ tiến lại phía chú. Chú đưa tay đấm mạnh về phía người đàn ông, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian trống rỗng. Người đàn ông đó lại cất lên tiếng nói ngay phía sau lưng, làm chú giật thót tim. Chú đã dần mường tượng ra cái hiện tượng quái dị mà người ta vẫn hay đồn thổi là ma với quỷ. Chú nhớ anh đồng nghiệp từng nói, nếu theo Phật khi gặp ma chỉ chuyên tâm niệm Phật thì tà ma sẽ sợ và bỏ chạy. Chú ngày ấy còn cười vào mặt đồng nghiệp, nhưng bây giờ chính chú lại phải dùng tới cách ấy để thoát khỏi ám ảnh hiện tại. Người đàn ông ấy lúc thì là khuôn mặt của chú Trường, lúc lại ra khuôn mặt của hai đứa con của chú. Cuộc vờn bắt bẩn cợt diễn ra cả tiếng đồng hồ không hề ngừng lại. Chú Mạnh mệt toát mồ hôi, miệng chú bắt đầu lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng người đàn ông bất ngờ vang lên. Tâm ma mà niệm Phật ư, mày niệm tới chết cũng không Phật nào chứng cho đâu. Lúc bấy giờ, chú mới nhận ra cái giọng nói trầm trầm, lúc xa lúc gần ấy, chính là giọng chú Nam. Chú ngẩng lên nhìn chầm chầm vào chú Nam mà đáp. Sao mày âm hồn bất tán thế? Thì ra, bấy lâu nay mày tắc oai tắc quái ở đây sao? Phải là tao, nhờ phúc của anh em mày, tao mới được làm ma. Tao giờ có thể đi mây về gió, muốn làm gì thì làm. Tao muốn cho mày nếm trải đủ nỗi đau khi lần lượt mất đi những người thân yêu nhất. Chú Nam nói rồi cười vang nhà. Giọng cười của chú nghe đầy oán thán và giễu cợt. Chú Mạnh chỉ tay. Mày đã hại chết bọn họ. Chính mày, tao liều mạng với mày. Chú Mạnh đau đớn và hoảng loạn như phát điên. Chú gào thét, chú chửi bới. Chú lao vào phía chú Nam đấm đá túi bụi. Đáng tiếc, chú toàn đánh vào khoảng không. Chú Nam thì lúc ẩn lúc hiện, mỗi lúc lại mang một dáng vẻ kinh dị, làm chú Mạnh càng lúc càng sợ hãi. Sau khi đùa giỡn chán, làm chú Mạnh vừa mệt, vừa sợ tới tột cùng, chú Nam cất tiếng nói. Đi, tới lúc trả giá cho tội ác của mày rồi. Đi thôi. Chúng ta sẽ chơi trò treo cổ lên thòng lọng. Xưa mày treo tao thế nào, thì nay chúng ta làm thế ấy. Nợ máu trả bằng máu. Mày hãy đền mạng cho tao.
Chú Mạnh nghe nói vậy thì hoảng loạn, chú tính chống cự, nhưng đột nhiên toàn thân như không còn sức lực. Chú cứ tự mở cửa rồi vô thức bước về phía cây mít. Sợi dây thòng lọng chú chuẩn bị từ trước hòng dọa mọi người, không hiểu sao giờ lại ở ngay cổng. Chú nhặt lấy và tự kết liễu cuộc đời của mình ngay tại cây mít đã từng treo cổ chú Năm khi xưa. Thằng Tú kể đến ấy, ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Đến giờ, âm thanh và hình ảnh bố cháu giãy dụa trên sợi dây thòng lọng ấy, cháu vẫn không tài nào quên đi được. Cô Thiêm và cô Thư ôm lấy nhau mà khóc nức. Thằng Tú quay lại nhìn mẹ, cũng rơi nước mắt mà đáp. Chú ấy không phải ma bình thường nữa rồi, chú ấy rất ghê gớm. Mọi người tốt nhất không ở lại mảnh đất này, vì bất cứ khi nào chú ấy cũng có thể làm hại từng người một. Thầy Hiệp chép miệng. Ghê gớm cũng phải cản, tránh người vô tội lại bị tâm ma của vong linh anh Nam đó làm hại. Thằng Tú đáp. Mọi người hãy nhờ cô An, chú ấy thương gia đình, nhất định sẽ ngăn cản được chú ấy tiếp tục ra tay. Thằng Tú nói chuyện một lúc thì giọng yếu dần. Thầy Hiện biết nó mệt, dặn dò nó vài câu rồi lấy cái khăn ướp lên mặt cô Mi cho nó thoát ra. Cô Mi bị vong nhập hoàn toàn không nhớ được điều gì. Cô tỉnh dậy mà ngơ ngác khi thấy tất cả đều khóc lóc quanh mình. Thầy Hiện lên tiếng giải thích. Cháu Tú vừa nhập vào cô nên cô không biết chuyện gì. Cô Mi, chỉ mình nó về thôi sao? Những người khác đâu? Thầy có biết nguyên nhân tại sao tất cả lại chết đột ngột như vậy hay không? Thầy Hiện hít một hơi dài đáp lại. Đúng như lời tôi đã nói, chính anh Mạnh và anh Trường có liên quan đến cái chết của anh Nam, nên vong anh Nam mang oán hận mà trả thù. Hiện tại các vong đã được giải thoát, nhưng anh Mạnh và anh Trường gây tội lớn bị quỷ sứ dẫn đi chịu phạt. Cháu Tuấn theo ông nội vào chùa, có cháu Tú về nhà báo tin rồi cũng đi tu đạo để sớm siêu sinh. Bà Mừng hỏi, vậy các con tôi không thể gọi vong lên được hay sao? Thầy lắc đầu, có hay chăng phải chờ đúng ngày rằm tháng 7 cửa quỷ môn quan mở thì mới gọi vong họ lên hoặc xin lệnh âm cho phép họ về nhà. Tôi đã xin lệnh nhưng không được, nên chúng ta buộc phải tìm gia đình anh Nam giúp đỡ. Cần giải được nỗi oán hận trong lòng anh Nam thì mới mong xóa được dây oan nghiệp chướng của gia đình. Thầy Hiện khuyên gia đình bà Mừng tới xin gia đình cô An tha thứ. Khi nào cô đồng ý thì báo cho thầy, thầy sẽ sang lập canh đàn giải oán, cắt dây tan. Vong oán, phần cuối, tác giả Hà Dương, Phú Dương. Tại nhà cô An, cả ngày hôm ấy cô không thể tập trung làm việc gì. Cô thấp thỏm lo âu, thậm chí có chút hoang mang, sợ hãi. Cô thắp nén hương lên bàn thờ chú Nam, khấn vái, thì nén hương tắt ngấm, y như nén hương hôm nào. Linh tính mách bảo là có chuyện chẳng lành, nên cô gọi điện cho mẹ chồng, thì nghe tin gia đình bà Mừng đang xuống tìm mẹ con cô có việc gấp. Cô nghe điện thoại xong lại càng hoang mang và lo sợ. Hai mẹ con bà Mừng rất nhanh sau đó có mặt tại nhà cô An. Bà Mừng xuống xe không đi mà quỳ từ ngõ, nhích từng chút một vào tận trong nhà. Cô An thấy vậy vội chạy tới nâng bà dậy. Bà dập đầu lại sống cô mà rằng: Cô An, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cô. Con dại thì cái mang, cái tội này tôi xin gánh. Nhưng mong cô mở lòng mà giúp chúng tôi qua kiếp nạn này. Cô An sửng sốt. Bác ơi, bác làm vậy cháu tổn thọ mất. Bác cần cháu giúp đỡ việc gì thì bác cứ nói, nhưng mong bác đứng dậy vào nhà ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cô Mi đỡ bà Mừng, nhưng bà nhất định không đứng dậy. Bà đáp: Là các con tôi có tội với cô, là gia đình tôi có tội với gia đình cô. Chúng tôi gặp thầy Hiện và được thầy cho biết nguồn cơn giận tan trắng nhà tôi là do vong hồn cậu Nam gây ra. Cô làm ơn làm phúc giúp đỡ chúng tôi. Nếu cô không giúp, tôi sẽ quỳ lại cô thế này mà không chịu đứng dậy. Cô An không muốn thấy bà Mừng quỳ lại khóc lóc dưới chân nên vội đồng ý. Cô mời hai mẹ con bà Mừng vào ghế ngồi nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Bà vừa nói vừa khóc. Thầy Hiện nói các con tôi khi sống đã làm điều có lỗi với cậu Nam, nên cậu ấy oán giận mới tìm cách trả thù. Suốt thời gian qua, nhà tôi tan nối tan, hai đứa con trai và hai cháu trai của tôi đều bỏ mạng ở ngôi nhà cũ của vợ chồng cô. Thầy bảo chỉ có gia đình cô mới có thể khuyên can cậu Nam hồi tâm chuyển ý,
buông bỏ oán hận mà thôi. Cô làm ơn làm phúc giúp chúng tôi với. Cô ăn nghe mà không hiểu mọi chuyện đầu đuôi ra sao, nên thắc mắc. Sao anh Nam nhà cháu lại liên quan tới con và cháu bắt được chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô My nói lại một lần nữa. Chuyện đến nước này chúng ta nói rõ cho nhau hiểu. Theo như lời thầy Hiện nói, hai anh nhà tôi không biết đã làm gì mà liên quan đến cái chết của chồng cô. Anh Nam chết đi mới oán hận và trả thù. Cô An như người mất hồn, thẫn thờ người khi nghe cô My nói. Cô lắp bắp. Chuyện này sao lại có chuyện này? Tại sao bọn họ ác độc như thế? Sao họ lại cướp đi mạng sống của chồng tôi? Sao họ lại cướp đi cha của các con tôi? Các người có hiểu nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, em mất anh, nó đau xót thế nào hay không? Cô điên loạn, đưa tay hất văng cả mấy cốc nước vừa mời rót khách, rồi cô lao vào cô My mà trách. Cô nói đi, sao bọn họ lại ác như thế? Tại sao? Chồng tôi làm gì sai? Sao họ ác như thế? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Cô My giữ lấy đôi vai đang rung lên vì giận của cô An mà nói. Cô bình tĩnh đi, người chết đã chết cả rồi. Hai anh của tôi đã chết cả rồi. Các cháu của tôi, đứa thì chết, đứa thì điên loạn. Tôi mong cô bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Ân oán này cho nó chấm dứt đi. Tôi xin cô, nhà cô mất một người, cô đã đau đến thế. Nhà tôi mất bốn người, nỗi đau sẽ gấp bốn lần. Tiếng cô An gào thét, tiếng cô My giải thích hòa với tiếng khóc lóc van xin của bà Mừng. Tức thải tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp, xen lẫn bi thương. Cô An gần như sốc tới mức không làm chủ được hành động và lời nói. Cô ra sức đuổi mẹ con cô My và không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình bà Mừng. Lần đầu tới cầu xin tha thứ và giúp đỡ không thành. Những ngày sau, gia đình bà Mừng liên tục tới tìm cô An. Cô chán ghét tới mức không gặp gỡ, không tiếp chuyện, thậm chí cô còn khóa cửa chuyển sang nhà cậu Tiến tránh một thời gian. Nhà bà Mừng thì liên tục tới tìm, bà kiên trì tới nhà bà Tâm, nhà các con bà Tâm xin tha thứ. Bà Tâm thoạt đầu nghe chuyện cũng giận lắm, bà thậm chí còn muốn người nhà họ chết hết bà mới hả dạ. Tuy nhiên, suy đi ngẫm lại, cùng là phụ nữ, lại ở cái tuổi gần đất xa trời, bà lại thấy thương. Dần dần bà không còn oán trách, bà khuyên nhủ cô An buông oán hận mà tạo phúc cho con cháu. Mưa dầm thấm lâu, cô An cũng ngồi ngoài, kẻ ác cũng đã chết. Cô oán hận thì chồng cô cũng không sống lại được nữa. Người sống vẫn phải kiên cường sống tiếp vì tương lai của các con. Ngôi nhà chú Trường mua bị khóa kín cổng bỏ hoang khá dài ngày, không ai dám lại gần ngôi nhà vì sợ hãi cái vong chú Nam kia vô tình làm hại. Mặc dù trước lúc đi, thầy Hiền đã trấn lại đất ấy. Thầy khuyên mọi người tranh thủ thời gian giải oán, vì càng kéo dài, cái vong chú Nam kia càng mạnh mẽ hơn, tâm ma càng lớn sẽ càng khó khống chế. Sau một thời gian kiên trì nhận lỗi, gia đình bà Mừng đã nhận được cái gật đầu đồng ý của cô An. Thầy Hiện nhận được tin, lập tức tới ngôi nhà cũ của vợ chồng chú Nam. Cô An cùng toàn thể anh chị em và bà Tâm đều có mặt đầy đủ ngồi đàn. Cô An thấy thầy Hiện mà bật khóc. Thầy an ủi. Người chết đã chết rồi. Cô hãy bớt thương tâm, dành thời gian chăm sóc các con. Tôi làm việc này, một phần giúp gia đình bà Mừng, một phần giúp anh Nam buông bỏ tạp niệm, tu luyện sớm ngày siêu thoát. Yêu thương là mong người mình thương sớm ngày siêu thoát cô ạ. À. Cô An khẽ đáp. Con cảm ơn thầy. Chúng con sẽ cố sức khuyên can nhà con hồi tâm chuyển ý. Dẫu sao người ác cũng đền tội rồi. Con cũng không muốn anh Nam cứ chấp niệm mà tự hủy hoại chính mình. Thầy Hiện làm lễ rung chuông, xin lệnh âm dương gọi hồn chú Nam về. Thoạt đầu chú nhất quyết không xuất hiện. Cô An thấy vậy, đứng lên nói lớn. Anh Nam, em biết anh vẫn ở quanh quẩn ngôi nhà này. Nếu anh không về, tự em sẽ đốt cây mít. Em xem anh sẽ đi đâu. Cô An vừa dứt lời thì chiếc chuông trên tay thầy Hiện rung nhẹ. Thầy gật gù. Được, ngày hôm nay chúng ta có chuyện gì thì nói cho bằng hết. Vong đừng hòng lừa tôi. Tôi tuy già nhưng lần trước đã là bài học đắt giá cho tôi rồi. Thầy dứt lời, bà Tâm cũng khẽ nhếch mép cười. Ánh mắt bà bỗng thâm trầm khác thường. Cô An tinh ý phát hiện ra, liền ôm chầm lấy bà Tâm. Anh, em biết là anh rồi. Anh hãy nghe lời thầy Hiện, buông bỏ oán hận được không anh?
Vòng chú Nam cất tiếng nói. Nói thì dễ, nhưng làm mới là chuyện khác. Cũng giống như hai cái thằng khốn kiếp đã hại chết anh. Cô An hỏi. Vậy rốt cuộc là tại sao? Em muốn biết mọi chuyện. Anh hãy kể lại mọi chuyện cho em và mọi người nghe đi. Chú Nam từ từ kể lại chuyện đêm mưa bão. Chú ra giường chống được hai cây chuối thì bất ngờ bị hai anh em nhà chú Mạnh dùng thuốc mê tấn công. Bọn họ buộc dây thòng lọng vào cổ chú, đợi chú vừa tỉnh dậy đẩy viên gạch khỏi chân khiến chú bị siết cổ cho đến chết. Họ đã lợi dụng mưa bão khéo léo ngụy tạo bằng chứng giả bằng việc thay cho chú chiếc áo mưa mới giống hệt chiếc áo mưa chú đang mặc và biến chú thành kẻ treo cổ tự tử thay vì một vụ giết người. Cô An nghe chuyện khóc nức lên. Tại sao? Nhưng cớ sự là do đâu? Tại sao họ nhẫn tâm ra tay giết anh cơ chứ? Là do bản đồ kho báu của anh em nhà họ. Anh đã vô tình sang chơi, phát hiện ra chuyện họ tìm bản đồ cái hầm chứa khối gia tài khổng lồ ấy và được xác định là nằm trên đất nhà mình. Anh vốn không tin vào cái chuyện kho báu hay hầm vàng hầm bạc gì đó, nhưng họ lại có tật giật mình muốn giết anh để giữ bí mật của riêng họ. Chính họ giả ma giả quỷ, mục đích muốn đuổi những ai sống trên mảnh đất này sợ hãi mà bỏ đi. Anh chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp họ một tay và thuận lợi cho anh đòi lại công bằng cho chính mình mà thôi. Chính lão Mạnh đã treo anh lên cây mít thì anh khiến lão cũng phải tự kết liễu mạng sống ở chính cái nơi ấy. Anh thề sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần tội mà họ đã gây ra. Mọi người nghe Vong chú Nam kể rành rọt mọi chuyện bây giờ mới vỡ lẽ. Bà Mừng gào lên trong đau đớn. Ông trời ơi, lòng tham đúng là biến người ta thành quỷ dữ. Ôi trời ơi, chúng tôi đã tạo ra cái nghiệp gì thế này? Thầy Hiện đáp. Họ gây ra tội, họ cũng đền tội rồi. Anh hãy buông tay đi, cứ oàn oàn tương báo đến tận bao giờ. Anh không thấy thương cho người sống hay sao? Chú Nam quắc mắt nhìn thầy Hiện. Vậy ai thương tôi? Ai thương gia đình tôi? Tôi sẽ không nghe lời thầy đâu. Tôi phải ở lại đây, bảo vệ gia đình tôi. Cô An đáp. Em và các con đã an yên với cuộc sống mới. Mẹ con em chỉ mong anh dưới suối vàng được an nghỉ. Anh thương em và các con thì hãy buông bỏ đi, có được không? Em thực tâm muốn anh được siêu sinh. Kiếp này duyên vợ chồng mình mỏng. Mong kiếp sau, chúng ta nối tiếp duyên vợ chồng. Các em chú Nam cũng lên tiếng động viên anh trai buông bỏ oán hận trong lòng để sớm ngày siêu thoát. Chú Nam cương quyết không nghe. Thầy Hiện giơ chiếc hộp âm dương lên mà rằng: Nếu dòng quyết không buông bỏ tạp niệm, ta sẽ dùng hết sức lực và cái thân già này đấu một trận sinh tử. Cái oán này cũng một phần do ta sơ suất mà ra. Ta nguyện lấy tính mạng này mà đánh đổi. Thầy mở nắp hộp, một thứ ánh sáng lọt ra ngoài, chiếu thẳng vào mặt bà Tâm, khiến dòng bị hoảng sợ. Cô An thương chồng, đưa người chắn lấy khóc lóc van xin. Anh ơi, em không muốn anh hồn siêu phách tán. Em muốn kiếp sau chúng ta nối tiếp duyên vợ chồng. Anh thương em, anh hãy theo thầy tu đạo, sớm ngày siêu sinh đi anh. Dòng chú Nam trong thân xác bà Tâm bất ngờ đứng phục dậy, lao thẳng về phía thầy Hiện. Thầy nhanh tay rút con dao nhỏ cắt một vết trên tay mình. Máu thầy nhỏ vào trong hộp. Phòng chú Nam đột ngột ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng. Chú Đông và chú Bắc đỡ lấy mẹ vì lo bà vì chú Nam mà bị thương. Cô An quỳ xuống đất. Anh chỉ biết oán hận, trái tim anh đã biến đi đâu mất rồi. Anh không thương em thì không lẽ anh cũng không thương mẹ hay sao? Anh làm như vậy mẹ chịu làm sao nổi? Bà Tâm ôm đầu vật vã rồi ngẩng mặt nhìn chậm chậm về phía thầy Hiện. Thầy ôn hòa nói: Ta chỉ mới dùng 1/10 tinh lực đã làm cậu đau đớn không còn sức chống đỡ. Ngạ quỷ ta còn thu phục được thì tâm ma như cậu ta há lại thua cuộc hay sao? Đánh cậu ta thừa sức, nhưng ta muốn cho cậu một con đường siêu sinh. Cậu hãy tỉnh lại đi. Tâm sáng ác tâm ma, ta tin cậu sẽ làm được vì cậu còn chút tình thương. Phòng chú Nam từ từ ngồi dậy thở hổn hển, dường như đòn thầy Tâm dùng khiến chú có chút sợ hãi. Chú ngẩng lên mà đáp lại lời thầy. Tôi sẽ tu, nhưng tôi muốn tu tại nhà, chính tại mảnh đất này, chứ không muốn lên chùa hay theo thầy tầm đạo. Thầy Hiện gật gù, ra vẻ hiểu ý của chú Nam. Cô An đáp: Nhưng ngôi nhà này chúng ta đã bán cho người ta, nếu anh muốn tu tại nhà, em sẽ đưa anh về nhà mới. Chú Nam lắc đầu phản đối.
anh không đi đâu hết, anh mất đi tại đâu sẽ tại đó mà siêu sinh. Bà Mừng vội lên tiếng, nếu cô An muốn quay lại ngôi nhà này thì chúng tôi sẽ nhượng lại cho gia đình. Chú Nam đáp, không cần, tôi chỉ cần cây mít. Mọi người nghe chú Nam nói vậy thì đều thấy khó xử. Cây mít oan nghiệt đó đã cướp đi mạng sống của biết bao người. Giữ lại cây mít chẳng phải sẽ lưu lại mối nguy hiểm hay sao? Thầy Hiện đáp, tự tay tôi sẽ phá cây mít ấy đi. Thay vào đó, mọi người sẽ xây cho cậu một cây hương, coi như ngôi nhà nhỏ, để cậu tu luyện tại đất này. Tôi tính như vậy, chẳng hay cậu có đồng ý hay không? Mọi người nghe thầy Hiện nói vậy, cũng 7-8 phần xua theo. Phong chú Nam không phản ứng gì, đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý. Chú ngước lên nhìn mọi người, khẽ mỉm cười rồi thoát ra. Bà Tâm tỉnh dậy thì mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Cô Thiêm vẫn còn lo lắng chuyện chú Nam sẽ không giữ lời hứa, giống như lần trước lừa thầy Hiện, nhưng thầy xua tay. Cậu ấy chuyển tâm rồi, nếu tâm ma còn thì hợp âm dương sẽ báo. Tôi thấy chiếc hợp đã trở về trạng thái im lặng như ban đầu. Nghe thầy nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau cây mít được chặt bỏ. Lúc đánh gốc cây, dọn chỗ làm móng xây cây hương, thì thợ đào bất ngờ phát hiện một đường hầm nằm bao quanh rễ cây mít. Mọi người tập trung đào và phát hiện ra một căn hầm bí mật đã bị sập gần hết. Căn hầm ấy chính là cái kho báu mà anh em chú Mạnh đã tìm kiếm bấy lâu. Đáng tiếc khi đào lên, bên trong chỉ chứa toàn các đồ sành sứ đã bị vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Thực chất, kho báu trong tấm bản đồ ấy chỉ đơn giản là một chiếc hầm chứa đồ sinh hoạt cũ của thời các cụ để lại. Chiếc cây hương nhỏ được xây lên chính tại vị trí gốc cây mít cũ. Cô Thiêm vì lo cho con trai nên quyết tâm chuyển vào Sài Gòn, tiện thể đón luôn con gái vào, bắt đầu cuộc sống mới. Gia đình bà Mừng quá đau buồn cũng bán nhà chuyển lên theo con gái trên Hà Nội. Ngôi nhà cũ của cô An được chú Đông mua lại. Chính tay thầy Hiện đã tới trấn bùa cẩn thận lại cho ngôi nhà. Thầy không quên trấn một lá ngay chính diện cây hương thờ cúng chú Nam, tránh các phong khác quấy nhiễu chú tu luyện, tìm kiếp nhân sinh. Mọi chuyện trở về nhịp sống thường nhật. Mọi chuyện ma quái tại ngôi nhà ấy cũng biến mất, và theo thời gian, người ta cũng lãng quên những chuyện đau thương trong quá khứ. Cô An thấy lòng nhẹ nhõm, chuyên tâm nuôi dạy các con thành người. Gia đình chú Đông vẫn sống ở mảnh đất ấy an yên, hạnh phúc, và công danh sự nghiệp cũng hanh thông, thăng tiến. Câu chuyện đến đây là hết. Đây vốn dĩ là một vụ án giết người được bên thứ ba kể lại để nhắc lại, chứ người đã chết không thể kiểm chứng. Có những vấn đề ở chạp cuối, chỉ là gọi vong, không có cơ quan chức năng nào vào cuộc kiểm chứng. Sự ma quái có tồn tại hay không, chúng ta hoàn toàn không ai chứng minh được. Tuy nhiên, bấy nhiêu người chết là thật, cây mít là thật, hầm chứa đồ là thật, cây hương lập cho chú Nam tới giờ vẫn còn, và do em trai chú hằng ngày trông nom. Sẽ có bạn thắc mắc, nhưng bản thân Mỹ viết lại cũng nhiều khúc khó lòng giải đáp hết mọi thắc mắc. Vậy nên đọc giải trí và tự suy ngẫm về giá trị nhân văn của nó cả nhà nhé.